Mình là người không hề sinh ra đã giàu có. Ngày xưa Thành mình ở cái nhà của mình nó là một cái cống. Thành làm phim là Thành đang muốn kể một câu chuyện gì đó. Đây là tất cả những cái gì mà Thành chứng kiến được trong suốt quá trình mình lớn lên từ nhỏ tới giờ. Có nhiều người sẽ nói là Trấn Thành sẽ bám vào những câu chuyện về những người nghèo để thu hút số đông. Dạ không phải. Không phải là mình bám vào câu chuyện về những người lao động, những người nghèo để mình thu hút số đông. Bản thân Trấn Thành xuất thân từ người nghèo. Mình là người không hề sinh ra đã giàu có. Ngày xưa Thành mình ở cái nhà của mình nó là một cái cống. Cái lúc mình còn nhỏ, nhà mình đó là cái cống. Từ từ bố mẹ làm ăn lên rồi cũng không khá giả lắm đâu. Mình là một cái người là sống trong rất là nhiều sự thiếu thốn. Để rồi mình lớn lên, mình phấn đấu để có ngày hôm nay. Thì trong suốt cái quá trình đó, mình phải cảm ơn cuộc đời vì cho mình sinh ra đã là một người không phải được dọn sẵn. Cho nên mình chứng kiến được nhiều thứ trong cuộc đời mình hơn. Và mình muốn nói một cái tiếng lòng nào đó cho những cái nhóm người đó khi họ không thực sự chia sẻ được với ai. Nhiều khi những cái người mà quý vị thấy trong phim có lẽ họ có ngoài đời, nhưng họ không có cái cách nói để cho cái đối phương hiểu được họ muốn nói gì. Thì mình cảm thấy là mình quan sát họ, mình hiểu là nếu mình là họ, mình muốn nói gì nè, mình thử mình nói thay họ xem mọi người có đồng cảm không. Thì đó là những gì thành feel được khi mình đồng cảm với ai đó. Đó là lý do quý vị thấy là tôi là Thành cry là vậy. Tôi có thể khóc rất là bất chợt ở cảm xúc bất kỳ một cái chỗ nào mà tôi cảm nhận được. Tự nhiên mình nhìn cái câu chuyện xảy ra với người ta, cái mình tưởng tượng mình là người ta, cái mình tự cảm, mình tự khóc. Thì đó là những gì mà Thành đã thấy được từ nhỏ tới lớn của mình. Đây là cái câu chuyện, thưa quý vị, nói đến từ rất nhiều thứ. Ví dụ như câu chuyện về vợ chồng của Thành với Như, nó đến từ những người bạn của Thành. Cái hình ảnh mà hình tượng, cái concept nấu bánh canh cua thì đến từ cái cô nấu bánh canh cua ở quận 6 bán bánh canh cua 300 ngàn đó. Ăn uống của cổ thôi. Thì Thành thấy mình cũng muốn lấy những cái ý tưởng hay từ cuộc sống. Và cái câu chuyện chính là hai mẹ con của Nhi và của bà Nữ, là Thành mượn một câu chuyện, Thành được truyền cảm hứng từ một câu chuyện của một ngôi sao giải trí trong nghề này. Và Thành không công tiện chia sẻ tên của người đó, nhưng mà Thành thấy được câu chuyện của họ. Thành biết là bạn ấy cũng gặp một cái áp lực như thế với bố mẹ của mình. Và mình chỉ mượn cảm hứng và Thành có gọi điện thoại cho bạn ấy luôn. Thành nói là bé, hôm nay làm phim về em nhé. Nha. Hy vọng em xem em sẽ có một cái gì đó đồng cảm. Và anh muốn mẹ em xem. Để anh biết là cái kết này là cái kết mà nhiều khi mẹ em cũng muốn thấy, nhưng mà vì một lý do nào đó cô từ chối thấy nó thôi. Cho nên hy vọng là mọi người sẽ tìm đâu đó trong cuộc sống của mình những nhân vật như vậy mà mình thấy xung quanh mình, hoặc là mình